Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm cho bài giảng. Hôm nay Khải sẽ dẫn các em toán lớp 6, bài số 7, sách chân trời sáng tạo nha. Trong lúc xem bài giảng Khải Liêm, các em khá quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để Khải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ vào giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 7 hỗn số. Hôm nay mình sẽ học tiếp số 2 phần bài tập nha. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Mình sẽ dùng hỗn số quyết thời gian để quyết thời gian ở đồng hồ cho mỗi hình trong các hình sau đây. Dùng hỗn số quyết thời gian ở đồng hồ trong các hình sau đây. Nhưng mình sẽ có hình A, hình B, hình C, hình D. Mình sẽ dùng hỗn số để quyết thời gian nha. Giờ hãy sẽ làm câu số 1. Như vậy mình sẽ quyết hình A, xem hình A là bao nhiêu giờ. Như vậy là mình thấy là 2 giờ và 20 phút. Như vậy 2 giờ 20 phút thì mình sẽ quyết hình hỗn số chính là 2 giờ thì quyết số 2, 20 phút chính là 20/60, đúng không? Vì 1 giờ thì có 60 phút nên 20 phút thì chính là 20/60 giờ. Giờ bây giờ mình sẽ đi rút gọn cái hỗn số này nha. 2 giờ vẫn giờ là 2 giờ. 20/60 thì mình sẽ rút gọn bằng cách chia tử và mẫu cho 20. 20 chia 20 được 1. 60 chia 20 thì sẽ được là 3. Như kết quả là 2/1/3 giờ, đúng không nào? Như vậy đơn vị ở đây sẽ là giờ nha. Đúng không? Tiếp theo mình sẽ đến hình B. Hình B mình cũng làm tương tự nha. Mình sẽ quyết hỗn số luôn. Như vậy là hình B thì mình thấy là 4 giờ 50 phút, có nghĩa là gần 5 giờ. Như vậy mình sẽ quyết là 4 giờ, thì số 4 giờ chính là phần nguyên. Còn 50 phút thì mình sẽ quyết hình phần số là 50/60. Vì phút mình đổi qua giờ thì mình sẽ chia 60, nên mình được là 50/60. Bây giờ mình sẽ rút gọn phần số, số 4 mà giữ nguyên nha. 50/60 thì mình chia tử và mẫu cho 10. 50 chia 10 thì được 5, 60 chia 10 được 6, như kết quả là 4/5/6 giờ, đúng không nào? Tiếp theo là hình C. Như vậy là hình C thì mình thấy là đồng kim ngắn chỉ số 6, có nghĩa là 6 giờ. Kim dài chỉ số 2, có nghĩa là 6 giờ 10 phút. Như vậy mình sử dụng hỗn số chính là 6 giờ 10 phút. 10/60, 10/60. Vì 10 phút đã qua giờ sẽ chia 60, đúng không? Như là số 6 mình sẽ giữ nguyên. 10/60 thì mình sẽ đi rút gọn bằng cách chia tử qua 1 cho 10 thì được là 1/6, đúng không? Kết quả là 1/6 giờ nha. Giờ tiếp theo sẽ là hình D. Hình D thì mình thấy là kim ngắn chỉ qua số 9, có nghĩa là hơn 9 giờ. Kim dài chỉ số 6, có nghĩa là 9 giờ 30 phút, đúng không? 9 giờ 30 phút nha. Hình D 9 giờ 30 phút. Thì mình sẽ quyết hình hỗn số là số 9 giờ vẫn là số 9. 30 phút mình đổi qua giờ thì mình sẽ chia 60. 30 chia 60. Bây giờ mình sẽ đi rút gọn 9 giờ vẫn là số 9. 30/60 thì mình sẽ rút gọn bằng cách chia tử và mẫu cho bao nhiêu? Chia tử và mẫu cho 30. 30 chia 30 được 1. 60 chia 30 được 2. Kết quả là 9/1/2 giờ, đúng không? Giờ 9/1/2 giờ nha. Giờ tiếp theo là người ta hỏi là thời gian hình A có thể quyết là 2/1/3 giờ hoặc 14 giờ 20/60 giờ được hay không? Thì mình thấy là 2 giờ chính là 14 giờ trưa. Nếu đồng hồ này là lúc là giờ trưa thì sẽ là 14 giờ. Và 20/60 sẽ giống với cái này. Như mình sẽ được kể. Mình thấy là được, đúng không? Như mình trả lời nha. Như vậy là mình trả lời là thời gian ở hình A có thể quyết
là 2 và 1 phần 3 giờ. Hoặc là mình có thể viết là 20 phần 60 giờ. 14 và 20 phần 60 giờ cũng được đúng không? Người ta hỏi là được không thì mình trả lời là được. Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em đã có kết quả giống như thầy. Các em có thể bấm click video để biết các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo là câu số 2. Câu số 2 người ta kêu mình sắp xếp các khối lượng sau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Như ở đây mình có là 3 và 3 phần 4 tạ, 377 phần 100 tạ, 7 phần 2 tạ, 3 và 45 phần 100 tạ, 365 kg. Như mình thấy là đơn vị khác nhau, đúng không? Như ở đây mình sẽ đổi về tạ hết để mình so sánh, đúng không? Ở đây là hỗn số phân số, nhưng mà sẽ chuyển về tạ hết và chuyển về phân số hết, chuyển về phân số tạ hết nha, để mình so sánh cho nó dễ, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 2. Như là 3 và 3 phần 4 tạ mình sẽ đổi về phân số. 3 và 3 phần 4 tạ mình sẽ đổi về phân số. Như vậy là mình sẽ nhớ là cách đổi từ hỗn số về phân số thì mình sẽ lấy phần nguyên nhân mẫu cộng tử, đúng không? 3 nhân 4 là 12, 12 cộng cho 3 nữa là 15, kết quả là 15 phần 4. 15 phần 4 tạ, đúng không? Giờ ở đây mình thấy là phân số này là một số 100, đúng không? Nhưng mình sẽ chuyển phân số này về một số là 100 luôn để mình so sánh cho nó dễ. Như vậy mình muốn chuyển mẫu phân số này có một số là 100, mình sẽ nhân tử và mẫu cho bao nhiêu? Mình thấy là 100 chia cho 4 sẽ được 25. Như vậy mình sẽ nhân tử và mẫu cho 25 nha. 15 nhân cho 25 thì sẽ được bao nhiêu? Các em có thể lấy máy tính và bấm cho nhanh nha. 15 nhân 25 thì sẽ được là 375. Kết quả là 375 phần 100. Đúng không? Giờ tiếp theo là cái số này mình giữ nguyên nha, vì nó là phân số, có một số là 100, đơn vị là tạ nha. Bây giờ mình sẽ đổi 7 phần 2 tạ này về phân số có một số là 100 luôn nha. Mình sẽ đổi về phân số có một số bằng 100. Mình thấy là 100 chia 2 được 50. Như vậy phân số này mình sẽ nhân tử và mẫu cho 50, đúng không? 7 nhân cho 50 thì được bao nhiêu? 7 nhân 50 là 350, đúng không? Kết quả là 350 phần 100 tạ. Đúng không? Thầy sẽ gom là một dòng cho các em dễ quan sát nhé. Giờ tiếp theo, mình sẽ đổi cái hỗn số này thành phân số luôn. 3 và 45 phần 100 mình sẽ đổi qua phân số luôn nha. 3 và 45 phần 100 mình sẽ đổi thành phân số.
Như mình nhớ là đổi từ hỗn số về hỗn số thì mình sẽ lấy phần nguyên nhân mẫu cụm tử. 3 nhân cho 100 là 300, 300 cộng 45 chính là 345. Mẫu số giữ nguyên là 100. Như vậy sẽ bằng 345 tạ. Được này. Giờ bây giờ mình sẽ đổi kg này qua tạ luôn nha. 365 kg mình sẽ đổi qua tạ. Như vậy mình nhớ là đổi từ kg qua tạ thì mình chia cho bao nhiêu? Kg mình nhớ là tấn tạ kiến kg. Như vậy mình sẽ chia cho 100 nha. 365 mà chia 100 thì được phân số là 365 phần 100. Đơn vị sẽ là tạ. Đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ so sánh các phân số có cùng mẫu số, xem cái nào lớn nhất, nào nhỏ nhất. Ta có. Bây giờ mình so sánh các phân số nha. Như vậy là mình có phân số là 375 phần 100. Đây là 350, 345, 365, 377. Thì số nào lớn nhất? Chính là 377 sẽ lớn nhất, đúng không? Như vậy 377 phần 100 sẽ lớn nhất, đúng không? 377 phần 100 sẽ lớn nhất. Tiếp theo sẽ là số nào? 377. Tiếp theo sẽ là 375, đúng không? 375 phần 100. Tiếp theo sẽ là 365 phần 100, đúng không? Tiếp theo sẽ là còn lại là 350 và 345. 350 sẽ lớn hơn, đúng không? 350 phần 100 sẽ lớn hơn 345 phần 100. Giờ như gì mình sẽ kết luận được rồi, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ kết luận. Người ta kêu sắp xếp các khối lượng sau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ thì mình trả lời là các khối lượng theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là các khối lượng theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là giờ như mình xem số nào sẽ đứng trước. Như vậy 377 phần 100 sẽ lớn nhất. Như vậy là khối lượng 377 phần 100 tạ lớn nhất. Tạ sẽ lớn nhất, đúng này. Giờ tiếp theo là 375 phần 100. 375 phần 100 chính là 3 và 3 phần 4 tạ, đúng không? Như vậy tiếp theo sẽ là 3 và 3 phần 4 tạ. 3 và 3 phần 4 tạ nha. Sẽ lớn thứ 2. Tiếp theo sẽ là 365 phần 100. 365 phần 100 tạ chính là 365 kg, đúng không? Tiếp theo sẽ 365 kg. Giờ 350 phần 100, 350 phần 100 tạ chính là 7 phần 2 tạ, đúng không? 7 phần 2 tạ nha. Và cuối cùng sẽ là 345 phần 100. 345 phần 100 tạ chính là 3 và 45 phần 100 tạ, đúng không? 3 và 45 phần 100 tạ, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em là có kết quả giống như thầy. Các em có thể bấm quit video thầy biết các em làm đúng nha.
Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3 người ta kêu mình dùng phân số hoặc là hỗn số để viết các đại lượng diện tích dưới đây theo mét vuông. Có nghĩa mình sẽ đổi các đơn vị này về mét vuông trước nhé. Mình có thể sử dụng phân số hoặc hỗn số cũng được. Giờ như vậy là câu A. Như vậy là 125 decimet vuông này mình sẽ đổi qua mét vuông. Mình nhớ là đổi từ decimet vuông qua mét vuông thì mình sẽ chia cho 100. 125 chia 100 thì mình có thể viết thành phân số chính là 125 và 100. Đúng không? Đơn vị cm vuông, đúng không? Còn nếu ở đây các em muốn đổi về hỗn số thì mình sẽ kết quả mình lấy 125 chia cho 100 thì được là 1, như kết quả là 1 và 25 phần 100 cũng được, đúng không? Người ta kêu mình dùng phân số và hỗn số thì các em có thể dùng phân số và hỗn số đều được đó nha, chứ không phải nhất thiết bắt buộc phải cả hai, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B là 218 cm vuông mình sẽ đổi qua mét vuông. Thì mình nhớ là từ cm vuông đổi qua mét vuông thì mình sẽ chia cho bao nhiêu? Chia cho 10.000, đúng không? Như vậy mình sẽ lấy 218 chia cho 10.000 thì được phân số là 218 phần 10.000. Đúng không? Giờ ở đây thì mình sẽ giúp gọn nha. Mình thấy là tử mẫu sẽ chia hết cho 2 nên mình sẽ chia cho 2. 218 chia cho 2 thì được là 109, đúng không? Còn 10.000 chia cho 2 thì được là 5.000. Như vậy kết quả là 109 phần 5.000 mét vuông. Đúng không? Giờ mình sẽ qua tiếp câu C. Câu C là 240 decimet vuông đổi qua mét vuông. Thì mình nhớ là đổi từ decimet vuông qua mét vuông chia cho 100 nha. Như vậy là 240 mình sẽ chia cho 100. 240 chia cho 100 được là 240 phần 100. Đúng không? Như vậy là ở đây thì các em có thể là để nguyên hoặc là mình giúp gọn cũng được nha. Đúng không? Như vậy là 240 phần 100 mình thấy là tử mẫu sẽ chia hết cho 20. Đúng không? 240 chia 20 thì được là 12. Đúng không? Còn 100 chia 20 thì được 5. Kết quả là 12 phần 5. Đơn vị sẽ là mét vuông. Giờ tiếp theo là câu D. Như vậy câu D là 34 cm vuông mình sẽ đổi qua mét vuông. Như vậy là từ cm vuông đổi qua mét vuông mình nhớ là mình sẽ chia cho 10.000, đúng không? 34 chia 10.000. Giờ 34 chia 10.000 thì mình được phân số là 34 phần 10.000, đúng không? Ở đây mình sẽ giúp gọn bằng cách chia tử và mẫu cho 2. 34 chia 2 thì được 17. Kết quả là 17 phần 5.000, đúng không? Đơn vị cm vuông. Giờ bây giờ người ta nói là nếu viết chúng theo đơn vị cm vuông, có nghĩa mình sẽ đổi đơn vị về cm vuông, đúng không? Giờ nếu viết chúng theo cm vuông. Nếu viết chúng
theo decimet vuông. Thì mình sẽ viết như thế này. Như vậy là 125 decimet vuông thì đổi qua decimet vuông vẫn là 125. Nhưng mà người ta kêu mình viết bằng số thì mình sẽ viết là 125 phần 1, đúng không? Như ở đây mình sẽ để là 125 phần 1 nha. 125 phần 1 decimet vuông. Đúng không? Giờ tiếp theo là câu B. Câu B là 218 cm vuông, mình sẽ đổi qua decimet vuông. Từ cm vuông đổi qua decimet vuông chia 100. Như vậy là 218 chia 100 là 2, mình sẽ được phân số là 218 phần 100. 218 phần 100. Đúng này. Ở đây thì các em có thể để nguyên hoặc là mình giúp gọt đều được hết nha. Hoặc là mình chuyển về phân hỗn số cũng được luôn. Ở đây thì sẽ chuyển về hỗn số cho các em xem luôn nha. Như vậy là 218 chia 100 thì được là 2. Đúng này. Còn là 18 thì sẽ là 18 phân 100. Đúng này. Đơn vị sẽ là decimet vuông. Đúng này. Tiếp theo là câu C. 240 decimet vuông đổi qua decimet vuông là giữ nguyên không? Là 240 phần 1 nha. 240 phần 1 decimet vuông. Cuối cùng câu D. 34 cm vuông. Như vậy là đổi từ cm vuông đổi qua mét vuông chia 100 thì mình được phân số là 34 phần 100. 34 phần 100. Đúng này. Đơn vị sẽ là decimet vuông. Các em có thể để nguyên hoặc giúp gọn cũng được nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm nút hết video thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4 nha. Giờ câu số 4 là cho hai, người ta nói là hai xe ô tô cùng đi quãng đường là 100 km, xe taxi chạy trong 1 và 1 phần 5 giờ, xe tải chạy trong 70 phút, so sánh vận tốc của hai xe nha. Giờ như vậy là thầy sẽ làm câu số 4 nha. Như vậy là hai xe cùng đi quãng đường, có nghĩa là quãng đường là giống nhau. Đây là thời gian chạy của xe taxi, thời gian chạy của xe tải là 70 phút. Như vậy mình sẽ đổi cái phút này qua giờ luôn. Giờ mình mới tính được, đúng không? Giờ thầy sẽ đổi đơn vị trước nha. Đổi 70 phút đổi qua giờ. Như vậy đổi từ phút qua giờ thì mình sẽ chia cho 60, đúng không? 70 chia 60 thì mình sẽ được phân số là 70 phần 60. 70 phần 60 thầy giúp gọn luôn, chia cho tử qua 1/10 thì được 7 phần 6 giờ, đúng nè. Giờ tiếp theo mình đi tính vận tốc của xe taxi trước nha. Ở đây thầy sẽ đổi cái hỗn số này về phân số luôn nha. Một chút mình tính nó sẽ dễ hơn. 1 và 1/5 giờ.
mình sẽ đổi về phần số. Như vậy là mình sẽ đổi về phần số, mình sẽ lấy phần nguyên nhân mẫu của tử. 1 x 5 là 5, cộng 1 là 6, kết quả là 6 phần 5. Được không? Đơn vị ở đây là gì ạ? Giờ sau khi đổi đơn vị xong, mình tính vận tốc của xe taxi là như vậy. Các em nhớ vận tốc thì sẽ bằng quãng đường chia thời gian, đúng không? Quãng đường là giống nhau là 100, đúng không? 100 km, chia cho thời gian của taxi chạy là 1 và 1 phần 5 chính là 6 phần 5. Giờ chia thì mình sẽ bằng nhân nghịch đảo, bằng 100 nhân cho 5 phần 6 sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy là 500 phần 6, đúng không? 500 chia 6 được không? Như kết quả là 250 phần 3. Mình sẽ chuyển về hỗn số luôn nha. Ở đây mình sẽ quý phân số chứ. Phân số là 250 phần 3. Chuyển về hỗn số, mình lấy 250 chia cho 3 thì được là 83. Còn dư lại là 1. Như vậy kết quả là 83 và 1 phần 3. Giờ đơn vị sẽ là km giờ. Giờ bây giờ mình sẽ đi tính vận tốc của xe tải nhé. Vận tốc của xe tải thì mình cũng lấy quãng đường chia thời gian. Nhưng mình sẽ lấy 100 chia cho 7 phần 6. Mình sẽ chia cho 7 phần 6. Giờ như giờ chia thì mình sẽ biến thành phép nhân, như là 100 nhân cho 6 phần 7. Như vậy là mình sẽ được là 600 phần 7, đúng không? Ở đây mình sẽ đổi về hộp số luôn nha. Như giờ 600 chia 7 thì được bao nhiêu? 600 chia 7 thì được là 85. Còn lại sẽ dư bao nhiêu? Mình lấy 85 mà nhân cho 7 thì được là 595. Như vậy là dư 5. Như giờ 85 và 5 phần 7, đơn vị sẽ là km giờ. Mình thấy là hai vận tốc đây là 83. Mình khi mình so sánh hai hỗn số thì mình so sánh phần nguyên chứ. Rõ ràng là 85 phải lớn hơn 83. Như có nghĩa là vận tốc của xe tải sẽ lớn hơn, đúng không? Vậy mình kết luận là vậy. Ta có chứ đi. Ta có này. 85 phần 5 phần 85 và 5 phần 7. 85 và 5 phần 7 sẽ lớn hơn 83 và 1 phần 3. Nên mình kết luận là vận tốc của xe tải lớn hơn. Đúng nè.
Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em là có kết quả giống thầy. Các em có thể bấm nút hết video thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ như là mà xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng gì thì bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem nha. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và cả bạn bè học sớm nhé, càng nhiều bạn xem càng vui. Và còn em nào chưa đăng ký kênh Hề Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hề Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.